Louis Vuitton nhỏ nhất thế giới mới được sản xuất, phải dùng kính hiển vi mới thấy được. Đây không phải sản phẩm sáng tạo đến từ nhà bút Pháp, mà đến từ MECHS, một doanh nghiệp táo bạo. MECHS là từ được đọc cách điệu từ Miscellaneous Mischief, trò tinh nghịch quái dị. MECHS, công ty nghệ thuật, truyền thông ra đời vào năm 2018, nổi tiếng với các sản phẩm và dự án gây tranh cãi. Ví dụ như ứng dụng đầu tư cổ phiếu dựa trên cùng hoàng đạo hay những đôi giày chứa giọt máu người và nước sông Jordan. Nhiều sản phẩm được tạo ra để chế giễu những điều vô lý trong văn hóa tiêu dùng đương thời. Chính đại diện của MECHS còn cho rằng công ty không giống một doanh nghiệp, mà giống nơi tập hợp những kẻ làm ra thứ khủng nhiên mà mọi người muốn mua lại. Gần đây, nhóm có kế hoạch ra mắt túi sách siêu nhỏ, phỏng theo dòng túi sách On The Go của Louis Vuitton. Túi có kích thước 657x222x700 micromet, nhỏ hơn một hạt muối biển và đủ hẹp để lọt qua lỗ kim. Khi nhìn bằng mắt thường, chiếc túi trông giống như một hạt bụi siêu nhỏ màu xanh lá cây. Chỉ khi phóng to người ta mới thấy được tay cầm túi sách và các hoa văn đặc trưng của nhà Louis Vuitton. Quá trình MECHS sản xuất ra túi sách thật không dễ dàng. Ban đầu đơn vị này đã tiếp cận một số nhà sản xuất công nghiệp chuyên về công nghệ sinh học, nhưng họ đều từ chối. Cuối cùng MECHS phải thuyết phục một đơn vị chuyên sản xuất giá đỡ động mạch vành Stenter. Họ may mắn nhận được sự đồng thuận sau nhiều lần thảo luận. Chiếc túi được tạo ra từ nhựa thông qua một quá trình gọi là phản ứng trùng hợp hai photon, two photon polymerization, một kỹ thuật in 3D cho các vật thể siêu nhỏ. Weisner chọn phỏng theo chiếc túi On The Go vì thiết kế đơn giản, một hình chữ nhật đơn giản gắn logo nổi bật. Theo MECHS, chiếc túi này sẽ được bán trong hộp keo kín. Khi các mẫu túi được gửi đến cách đây vài tháng, chúng quá nhỏ đến nỗi ông Weisner cho biết nhóm nghiên cứu đã làm mất một vài túi. Nhưng vẫn còn ít nhất một chiếc túi sót lại sẽ được trưng bày vào cuối tháng này. Kevin Weisner, giám đốc sáng tạo của MECHS, coi chiếc túi này như một lời bình luận về sự thiếu thực tế của thị trường túi sách thời trang sang trọng ngày nay. Theo anh, túi sách ban đầu chỉ có chức năng cơ bản là đựng đồ, nhưng về sau lại trở thành đồ trang sức xa xỉ. Sản phẩm của MECHS loại bỏ tất cả các tiện ích của chiếc túi, không để lại gì ngoài đặc điểm nhận diện thương hiệu. Ông Weisner nói rằng MECHS đã không xin phép sử dụng logo hoặc thiết kế của Louis Vuitton, nên đây không phải là sản phẩm hợp tác chính thức của MECHS và nhà bút Pháp. Hiện tại, chiếc túi siêu nhỏ này đang được mở bán. Nó sẽ được trưng bày trong hộp keo kín và được gắn sẵn bên dưới kính hiển vi để công chúng nhìn ngắm trước, sau đó mới được đem đi bán đấu giá. Truyền thông phản ứng như thế nào? Khi thương hiệu đăng những bức ảnh về chiếc túi sách siêu nhỏ này lên Instagram, cư dân mạng đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Một người dùng viết dòng bình luận mỉa mai, cuối cùng cũng có một chiếc túi đựng vừa đống tiền mặt của tôi. Một người khác viết, hãy tưởng tượng bạn lỡ đánh rơi nó. Một người dùng ca ngợi, thực sự đáng kinh ngạc, tôi muốn xem những chi tiết nhỏ nhất được chạm khắc như thế nào. Trước chiếc túi siêu nhỏ mà phải soi bằng hiển vi mới thấy được, MECHS còn cho phát hành mẫu ủng Big Red Boots lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Nhật Bản Astro Boy. Tất cả các diễn đàn thời trang đều xôn xao với sản phẩm này. Nhiều người thậm chí nói rằng sẽ không bao giờ trả $350 để mua ủng cao su thông thường, nhưng với Big Red Boots thì lại khác. MECHS dường như là phòng thí nghiệm thời trang, nơi mà các nhà nghiên cứu, nhà sáng tạo không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới lạ, khác biệt và chưa từng xuất hiện trước đây.